biết yêu mơ mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngóng trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm. Anh chẳng nói để hoa cao.
nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Gia đình, họ nhà trai có thể tư vấn ra đỏ lên để trình lên họ nhà
các cụ chứng kiến cho hai cháu. Sau này các cháu làm trăm năm có thể phúc cho cháu. Đấy là cái phần thứ nhất. Còn cái phần thứ hai đó là thêm cơ giàu để mà xin dâu. Đấy là ông đây có thủ tục là qua hành để được báo cáo các cụ các bà và báo cáo như vậy đấy. Báo cáo về các cụ của hoạt động nhà trai thì tôi đại diện cho họ nhà gái, thì phía nhà trai thì tôi là đại diện, tôi là anh của ông Kim, còn ông Thường đây em rể của ông Kim, còn bên kia là bà nội cô dâu, bà ngoại cô dâu nữa. Hết rồi thanh niên ngoài này thì cả các chị bên nội bên ngoại này đến mừng cho hạnh phúc của cháu ngày hôm nay. Nhưng qua ý kiến của phúc gia đình chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí và đón nhận lễ của những nhà trai để cho gia đình bác hành an làm lễ tổ để cầu mong cho các cháu được hạnh phúc. Và cái thứ hai nữa là lễ sinh dâu, cái này giữa bà Hoa với lại màu anh hùng tô thắm sáng già hay màu yêu ngát trên đồng lúa.
bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, môi kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng.
Xin chào quý vị, xin cảm ơn các bạn trẻ đã đến khiêu vũ để chúc phúc cho chiếc giày kia trong buổi tối ngày hôm nay. Mưa lúa đêm sáng tối mà cho
đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em luôn cùng đi với anh. Sẽ không quá xa, sẽ là những phút giây khi ta cùng nhau nắm chặt bàn tay. Anh biết khó khăn và anh vẫn mong rằng không còn khoảng cách, để em vẫn luôn bên anh trong bao ngày qua. Dường như cách xa không làm anh thôi nhớ em, anh đem yêu thương vào nỗi nhớ. Đến những nơi nào có em, anh chiếu soi những ngọn đèn rọi lối đi. Em bước bên anh nhìn bình, là cảm xúc khi anh nhớ em. Nhìn lên trời cao và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng cố cho anh thấy vui và soi anh khi em buồn. Hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng, để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Hãy nắm chặt tay ai, nắm chặt tay ai. Đừng buông ra như cách người ta vẫn làm, đừng như thế. Giữ chặt tay anh sẽ đưa em đi khắp thế gian. Em hãy ôm bờ vai
vậy thôi. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em. Thank you.
lòng tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay làm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Hôm nay nhà hai gia đình chọn ngày tháng tốt. Tôi xin đến đây thay mặt cho họ nhà trai nên xin nhận cháu dâu, tức là cháu Minh. Từ giờ phút này cháu Minh là con của bà Hoan. Đấy, cuối cùng cũng không biết nói gì hơn. Đầu sang năm mới xin kính chúc sức khỏe các cụ công bà của hai họ sang năm mới có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Thương nhớ biết dần hơn.
Từng trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làm gió khẽ vuốt tóc em và làm gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi các cụ, kính thưa toàn thể quý vị, về chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Cho phép người làm chương trình cũng xin được thay lời gia đình cũng như thay lời cho cô dâu chú rể xin được trân trọng kính mời trên các cụ cùng các bà cùng toàn thể quý vị đại biểu đại diện cho quan viên này họ xơi chầu uống nước, và cũng xin được mời các chị cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta xơi chầu uống nước để chung vui chương trình ca nhạc chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể quý vị, các chị, các bạn thân mến, vâng, đúng là hôm nay lễ cưới tưng bừng. Chúc cho hai bạn sum vầy chúc mai, trà ngon nó rót ra rồi, chầu cau đã đặt, xin mời vui chung uống chén nước cho ấm lòng chú rể, ăn miếng chầu để đượm má cô dâu, mừng cho loan phượng thắm hồng. Chúc cho hai bạn yêu nhau suốt đời, tươi như những đóa hoa hồng, đẹp như những cặp vợ chồng mới xây. Hôm nay hai họ đủ đầy, chúc cho hai bạn cuối năm sinh một bé trai đầu lòng, để thỏa lòng cha mẹ ước mong, thỏa lòng bè bạn vui trong ngày này. Vâng, đúng là càng yêu càng cưới càng say, bạn say duyên mới tôi say men lòng, yêu em anh quyết đi tìm, yêu anh em nguyện là chim trắng ngần, bay xa rồi lại bay gần, thắm tình duyên mới trọn đời thủy chung. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể quý vị, và để đếm chương trình cái nhạc chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay, một lần nữa xin được thay lời gia đình xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu đại diện chúng ta cùng sân chầu uống nước. Và để đếm chương trình cái nhạc chúc phúc cho đôi bạn trẻ, cũng xin tất cả quý vị các chị một tràng vỗ tay thật rộn rã để chúc phúc cho cô dâu chú rể được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Cũng sẽ được mở đầu cho chương trình ca nhạc chúc phúc cho đôi bạn trẻ, cũng như được gửi tới tất cả quý vị đại biểu cùng những vị khách quý. Vâng, xin mời chị Phương Thanh xin được trở lại chương trình. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn cho chị Phương Thanh được không ạ? Hôm nay là ngày vui của hai cháu, không có lý do gì mà tôi không chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và sau đây tôi xin gửi tới toàn thể hồi hôn một bài hát về quê của Phó Đức Phương ạ. Oh,
tôi. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể quý vị, các anh chị, các bạn thân mến. Vâng, đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghiêm mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vài lời phát biểu lôm đa, mừng tình duyên mới, mới là trao dâu. Sau đây cho phép ban tổ chức xin trân trọng kính mời một quý vị đại diện bên họ nhà gái sẽ nên trao dâu và phát biểu vào tường. Và xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn với sự hiện diện đại diện của ban bên họ nhà gái. Kính thưa các cụ quan họ nhà trai, tôi đại diện cho quan họ nhà gái có mấy lời. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai cháu, là cháu Linh và cháu Ánh. Hai gia đình đã tổ chức cho các cháu ngày hôm nay. Thì chính thức ngày hôm nay, cháu Linh là con dâu của gia đình nhà ông Hoan và bà Văn, và là cháu dâu của các cụ quan họ nhà trai. Kể từ ngày hôm nay, gia đình ông Hoan và bà Văn là có trách nhiệm là giáo dục và giúp đỡ các cháu trở thành một người con dâu hiếu thảo của gia đình nhà ông Hoan, và là cháu ngoan của các cụ trong họ nhà trai, và là một công dân tốt của xã hội. Thế thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn điều duy nhất như thế: các cháu sống làm sao hạnh phúc, rồi là làm ăn phát triển, kinh tế phát đạt, để cho hai gia đình được nhờ. Thay mặt cho quan họ nhà gái thì chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, và chúc cho họ nhà trai luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn vị đại diện của họ nhà gái. Vâng, và để đáp lời quan viên họ nhà gái cũng như nhận cô dâu tương lai, cho phép ban tổ chức xin trân trọng kính mời một quý vị đại diện bên họ nhà trai sẽ đến nhận cô dâu tương lai và phát biểu vào tường. Kính thưa các cụ, công các bà và toàn thể anh em bạn bè thanh niên nam nữ gần xa của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình cũng như được sự nhất trí của ủy ban hành chính xã Thanh Mai, hôm nay là ngày tốt, hai gia đình tổ chức cho cháu. Tôi cũng nên xin đại diện nhận cháu Ninh từ giờ phút này để đi là con dâu của ông bà Hoan, tức là cháu dâu của gia đình chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc sức khỏe các cụ, công các bà và toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ gần xa của hai cháu có được sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn. Cũng cho phép người làm chương trình một lần nữa xin được cảm ơn vị đại diện là trai rất nhiều. Rồi vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là hôm nay sớm họp trước mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay vui vẻ khắp làng, nhà gái kén được một chàng rể ngoan, nhà trai cả họ hân hoan đón cô dâu thảo đoan trang dịu dàng, vui trong hoa nở men lồng, đẹp như tia nắng bình minh sớm chiều. Vâng, bằng như được sự sắp xếp của hai bên gia đình thì xin được mời cô dâu chú rể hãy được trở vào trong nhà để thắp nhang bái tổ đường. Thank you.
Và ngay lúc này thì xin được mời cô dâu chú rể hãy được lên sân khấu tình yêu của mình để làm lễ đăng quang cũng như chào nhận tình hôn. Và cũng xin quý vị chúng ta hãy cùng hướng sân khấu. Chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để thu hút cho chú rể như anh sẽ nhận cùng cô dâu Thùy Linh. Nào xin mời hai bàn tay trong tay cắt những chiếc bánh ngọt ngào sự tình yêu của đôi bạn trẻ và với sự chứng kiến của tất cả quý vị quan khách. Và một tràng vỗ tay của quý vị dành cho cô dâu chú rể đây ạ. Tình yêu ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Và một lần nữa xin quý vị hướng đến sân khấu và hãy dành những tràng vỗ tay thật rộn rã của mình đi ạ. Và xin quý vị chúng ta cùng hướng sân khấu và hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và đúng là trên trời có bóng trăng soi, trăng tròn sẽ bóng cho đôi chúng mình. Em xin nghe chúc mộng sân đình để anh giữ trọn mối tình thủy chung đã yêu mãi đến cùng. Núi mòn biển cạn xin đừng phụ nhau. Và cũng liên tục không thể thiếu những tràng vỗ tay của quý vị để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Vâng, mà xin được mời cô dâu chú rể lên đi nào. Xin được tay lồng tay cúi như đi rượu hồng tình yêu ngọt ngào của đôi bạn trẻ. 2, 3, 4, vỗ tay đi quý vị. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vàng. Ôi gái đi nào. Nếu như đây là ôi gái coi nào. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Và vừa rồi chúng ta đã chứng kiến cô dâu chú rể đã chào nhẫn cho nhau. Và các bạn với sự chứng kiến của tất cả quý vị là cô dâu chú rể đã thành vợ thành chồng rồi đúng không ạ? Nếu mà đúng thì chúng ta quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị cũng như các bạn trẻ đang muốn hai bạn hãy thể hiện cái nụ hôn thật đồng cháy của mình với sự tình yêu của đôi bạn trẻ. Các bạn yêu nhau đến cỡ nào? Với sự chứng kiến của tất cả quý vị thì lúc này trong thất và thời đại chương trình xin được yêu cầu chú rể như ánh là bay về phía cô dâu Thùy Linh là 35 đồng ấy. Và xin được mời cô dâu Thùy Linh quay về phía chú rể như ánh là 37.5. Chắc là tay chú rể đến đâu thì không biết người làm chương trình có phải nhắc không nhỉ? Chúng mừng cô dâu đã bảo chú rể và anh rể vào đây này. Cái tay của cô dâu để vào đâu? Vai nào nhỉ? Rồi và với sự chứng kiến của tất cả quý vị thì đến cùng với người làm chương trình 1, 2, 3 thì hai bạn sẽ thể hiện cái nụ hôn của mình, dành những tình cảm cũng như cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách đã dành cái thời gian về chung vui phúc của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. 1, 2, 3. Vỗ tay thật lớn của quý vị. Nào xin mời cô dâu chú rể. Vỗ tay to lên quý vị. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta. Giây phút khát khao hát cho tình yêu
trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi hạnh phúc. Đôi khi mơ cùng một dân, thức giấc chung một giường. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi muôn dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc giữa góc phố ngày xưa, xa dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta ra đây trong trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui sẽ chân bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dù mưa gió ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời.